Bể phốt ba ngăn hoạt động theo nguyên lý như thế nào? Theo đúng như tên gọi của nó, cấu tạo bể phốt ba ngăn sẽ bao gồm ba ngăn là ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc. Thường diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm 1/2 diện tích của bể. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau. Đầu tiên, các chất thải sẽ theo ống thoát phân đi vào ngăn chứa. Các chất thải hữu cơ sẽ nổi lên trên bề mặt tạo thành một lớp váng dày từ 20 đến 25 cm. Sau khi được phân hủy bởi vi sinh vật, chúng sẽ biến thành dạng bùn và lắng xuống đáy bể. Lớp bùn cặn này có thể dày từ 25 đến 50 cm. Quá trình phân hủy này sẽ tạo ra khí metan cũng như một số khí độc khác. Để giải phóng chúng thì cần có các ống thông hơi để đưa chúng thoát ra ngoài. Giữa lớp váng phía trên và lớp bùn phía dưới là lớp lắng ở giữa với các hạt đang trong giai đoạn phân hủy. Một số hạt lơ lửng sẽ theo nước chảy từ ngăn chứa sang ngăn lắng, sau đó được phân hủy tiếp rồi cuối cùng sang ngăn lọc chảy ra ngoài. Các chất không thể phân hủy được như tóc, kim loại, nhựa cũng sẽ chảy sang bể lắng. Để đảm bảo bể phốt hoạt động đúng nguyên lý, cần tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nhất định khi xây dựng và lắp đặt hệ thống ống dẫn của bể. Về nội dung này xin mời các bạn theo dõi ở video tiếp theo. Follow kênh để biết thêm những kiến thức hữu ích về xây dựng.